Ngày 22 tháng 8, các cơ sở giáo dục đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 năm 2023. Cụ thể, Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Hệ Chính quy năm 2023 theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó thí sinh thủ khoa A00 không đổ nguyện vọng một ngành hot của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường chỉ tuyển gần 8.000 thí sinh, giải điểm chuẩn từ 50,4 đến 83,97 điểm theo kết quả đánh giá tư duy và từ 21 đến 29,42 điểm theo kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông. Trường Đại học Ngoại thương, điểm trúng tuyển các nhóm ngành tương đối đồng đều, mức điểm cao nhất là 28,5 tổ hợp D01 đối với ngành ngôn ngữ Trung Quốc, chuyên ngành tiếng Trung thương mại. Tiếp theo là mức điểm 28,3 tổ hợp A00 đối với ngành kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại và chuyên ngành thương mại quốc tế. Mức điểm 28 của tổ hợp A00 đối với ngành kinh tế quốc tế. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, mức điểm chuẩn dao động từ 26,10 đến 27,55 điểm. Điểm chuẩn trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2023 cao nhất 28 điểm. Tại Học viện Ngân hàng, ngành luật kinh tế tiếp tục có điểm chuẩn cao nhất ở mức 26,5 điểm theo tổ hợp khối C00, gồm ngữ văn, lịch sử, địa lý, xếp kế tiếp đó là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng có điểm chuẩn 26,45. Sáng ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở lại phiên tòa xét xử vụ sai phạm tại dự án khu dân cư thương mại Phước Thái ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Theo đó, 12 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, gồm Trương Quốc Tuấn, 48 tuổi, ngụ phường An Phú, thành phố Hồ Chí Minh, nguyên là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái; Nguyễn Tấn Long, 58 tuổi, nguyên phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa; Nguyễn Tấn Tài, 61 tuổi, nguyên giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố Biên Hòa; Nguyễn Hữu Thành, 59 tuổi, ngụ phường Tam Phước, cùng các bị cáo từng là cán bộ Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chi nhánh thành phố Biên Hòa và Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước, nay là phường Tam Phước. Riêng bị cáo Lê Viết Hưng, 66 tuổi, nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường đã được chuyển tội danh từ vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất sang vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo cáo trạng, năm 1995, Thủ tướng ký quyết định cho công ty trách nhiệm hữu hạn Kia Hoàng Hưng Ceramics, công ty cổ phần may xây dựng Huy Hoàng, liên doanh với một công ty nước ngoài, thuê gần 9 hectare đất tại xã Tam Phước làm xưởng sản xuất gốm. Do dự án không thực hiện, năm 2009, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thu hồi giấy phép đầu tư. Năm 2015, Trương Quốc Tuấn, giám đốc công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái, nhận chuyển nhượng khu đất với số tiền hơn 35 tỷ đồng, bàn với Nguyễn Văn Đức, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam Phước, hợp thức hóa để em ruột là Nguyễn Hữu Thành đứng tên, nhận tiền bồi thường gây thiệt hại cho nhà nước gần 79 tỷ đồng. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Châu Văn Mỹ 4 năm tù giam về tội nhận hối lộ, cấm bị cáo đảm nhiệm các chức vụ trong cơ quan nhà nước 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt. Theo cáo trạng, Châu Văn Mỹ là thẩm phán, phó chánh án thường trực Tòa án Nhân dân tỉnh Bạc Liêu, được phân công tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 3 tháng 4 năm 2022 tại ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Mỹ A, huyện Hòa Bình. Trong vụ án này, T, ngụ phường 8, thành phố Bạc Liêu là bị cáo và đã bị Tòa án Nhân dân huyện Hòa Bình xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 6 tháng tù giam. Thông qua mối quan hệ quen biết, T nhờ người giới thiệu với Mỹ. Sau nhiều lần gặp, Mỹ không chỉ yêu cầu T cho quan hệ tình dục mà còn yêu cầu đưa 100 triệu đồng để giúp hưởng án treo. Ngày 8 tháng 11 năm 2022, Mỹ tham gia hội đồng xét xử phúc thẩm, tuyên phạt T 6 tháng tù treo. Sau phiên tòa, Mỹ điện thoại yêu cầu T đưa số tiền 20 triệu đồng còn lại, trước đó đã nhận 80 triệu đồng. Ngày 11 tháng 11 năm 2022, Mỹ đi ô tô đón T đến một khách sạn ở phường 1, thành phố Bạc Liêu. Tại đây, T đưa 20 triệu đồng cho Mỹ. Khi nhận tiền, Mỹ bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bắt quả tang. Khi bị bắt, trên người Mỹ không mặc quần áo, cùng tang vật là số tiền 20 triệu đồng. Ngày 22 tháng 8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đớp tổ chức khám nghiệm hiện trường tử thi để điều tra vụ bé trai 2 tuổi tử vong bất thường nghi do sặc sữa. Trước đó, chiều tối ngày 21 tháng 8, anh T, 27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đớp,
ở nhà trong bé trai 2 tuổi, là con riêng của chị X, 24 tuổi, người sống cùng với anh Tuấn như vợ chồng tại ấp 6, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đớp. Khi bé đang nằm uống sữa bình dưới nền nhà, anh Tuấn bế bé vào giường để tiếp tục nằm uống. Một lúc sau, anh quay trở lại giường thì phát hiện bé trai nằm bất động trên giường. Sữa chảy ra từ mũi và miệng. Ngay lập tức, anh T bế bé đến nhà người thân cách đó khoảng 300m để nhờ sự giúp đỡ. Tại đây, một người thân đã dùng miệng hô hấp tích cực cho bé, đưa bé đi cấp cứu, nhưng bé đã tử vong sau đó. Ngày 22 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã kết thúc điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp truy tố nguyên Giám đốc CDC tỉnh Cà Mau và hai cán bộ ngành y tế về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Theo đó, ba bị can gồm Đặng Hải Đăng, 57 tuổi, nguyên Giám đốc CDC Cà Mau, Hồ Quang Nhu, 35 tuổi, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ CDC Cà Mau và Lê Ngọc Định, 54 tuổi, nguyên trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở Y tế Cà Mau. Kết quả điều tra xác định, Sở Y tế mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á cao hơn so với chi phí sản xuất, dẫn đến thiệt hại hơn 9 tỷ đồng, còn lại gói thầu 40.000 kit chưa thanh quyết toán. CDC Cà Mau mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á cao hơn so với giá của chi phí sản xuất, dẫn đến thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Quá trình thực hiện hồ sơ đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, các ông Định, Đăng và Nhu thực hiện không đúng quy định về đấu thầu, không đảm bảo công bằng minh bạch, vi phạm các hành vi bị cấm trong đấu thầu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng. Ngày 22 tháng 8, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên bác kháng cáo, tuyên phạt bị cáo Vũ Ngọc Sửu, sinh năm 1973, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Từ ngày 19 tháng 5 năm 2019 đến ngày 29 tháng 1 năm 2021, Sửu dùng tài khoản mạng xã hội Facebook cá nhân tên Vũ Ngọc đăng tải 3 bài viết có nội dung xuyên tạc, phỉ báng Đảng Cộng sản Việt Nam, xúc phạm, nói xấu lãnh tụ, lãnh đạo đảng nhà nước. Tại tòa, bị cáo Sửu thừa nhận hành vi và cho rằng bản thân thấy bức xúc với các vấn đề xã hội nên đã đăng tải những bài viết có nội dung mà không kiểm chứng. Bị cáo Sửu khai phạm tội do bột phát cá nhân, chứ không bị ai xúi giục hay hứa hẹn gì. Sau khi công bố số điện thoại đường dây nóng vào ngày 21 tháng 8 đến chiều ngày 22 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã tiếp nhận gần 250 cuộc gọi và tin nhắn của các tổ chức cá nhân. Theo ông Phạm Văn Thiều, các tin nhắn cuộc gọi vào số đường dây nóng không chỉ của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước, phản ánh nhiều vấn đề sự việc lĩnh vực khác nhau, trong đó nội dung phản ánh nhiều nhất thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, môi trường, thủ tục hành chính. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thông tin, đối với những tin báo, thông tin phản ánh trả lời ngay được, tôi đã trả lời, giải quyết ngay. Tuy nhiên cũng có rất nhiều nội dung tôi ghi nhận và chỉ đạo văn phòng tổng hợp trao đổi với các sở ngành đơn vị liên quan, tham mưu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời nhanh, gọn gàng, dứt điểm. Ông Phạm Văn Thiều cũng chia sẻ, do có quá nhiều cuộc gọi nên ông không thể nghe và trực tiếp giải quyết được tất cả. Trong vai trò người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu, ông Phạm Văn Thiều phải xử lý điều hành rất nhiều công việc trong ngày. Vì vậy, thời gian tới, tùy tình hình thực tế, ông sẽ trực tiếp nghe, xử lý hoặc giao lại cho đơn vị tham mưu để phát huy hiệu quả của số điện thoại đường dây nóng.